Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ về số tiền ra quân năm 2023 được bao nhiêu nhé. Chúng ta để ý vào ô bên phải của dòng thứ nhất là trợ cấp xuất ngũ bằng 4 tháng lương cơ sở, tổng cộng 5.960.000. Trợ cấp việc làm bằng 6 tháng lương cơ sở là 8.940.000, phụ cấp đi đường, còn phụ cấp đi đường 100.000, còn phụ cấp tiền tàu xe thì đơn vị sẽ tổ chức có xe đưa đón anh em về tận địa phương nên không có phụ cấp tàu xe nhé. Còn ô bên trái của dòng thứ hai là trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần bằng 4 tháng lương cơ sở là 5.960.000. Chúng ta tổng cộng lại là 20.960.000 là số tiền cuối cùng của anh em sẽ nhận lúc ra quân nhé. Và trước khi ra quân thì anh em nào có mắc nợ căng tin sẽ dùng số tiền này và trả nợ cho căng tin thì chúng ta mới được ra quân. Còn một số anh em nào mà tiền nợ căng tin vượt quá số tiền ra quân thì chúng ta sẽ liên hệ gia đình hỗ trợ tài chính cho chúng ta trả nợ trước khi chúng ta ra quân. Và anh em sẽ nhận thêm được một thẻ học nghề miễn phí trước khi ra quân. Sau khi ra quân thì anh em thích nộp vào những cái trường nào học thì anh em học. Và một số trường sẽ không nhận thẻ học nghề của bộ đội nha anh em. Anh em chỉ được học những cái trường nào mà người ta nhận thẻ học nghề của bộ đội mà thôi. Và anh em nộp vào, anh em lưu ý không được tẩy xóa hay thay tên đổi họ mua bán cái thẻ học nghề này nha anh em. Nếu anh em thay tên đổi họ hay là mua bán gì đó là anh em sẽ vi phạm pháp luật nha. Thẻ học nghề là chỉ dùng để nộp vào các trường mà nhận thẻ học nghề bộ đội á. Và anh em chỉ học nghề miễn phí thôi. Còn anh em không thể đổi ra tiền hay là anh em mua bán cho ai hết. Và anh em sẽ lưu ý thêm một vấn đề này là cái thẻ học nghề này, ví dụ anh em ra quân là đầu năm 2023 đi, ví dụ tháng 1 năm 2023 thì nó có thời hạn trong vòng 1 năm, là sang tháng 1 năm 2024 thì nó sẽ hết hạn nha anh em. Anh em tranh thủ học trong cái thời gian từ tháng 1 năm 2023 cho tới tháng 1 năm 2024 nha. Nếu quý cô chú anh chị và các bạn cảm thấy video này hay và bổ ích thì hãy cho em một like, một bình luận và một đăng ký cộng một chia sẻ để các bạn sắp ra quân và các bạn tân binh biết nhé.